Xin chào quý chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến với Ichimoku Stock. Vâng, em là Bá Quyền, là tổ tư vấn tín hiệu của câu lạc bộ anh chị nhé. Vâng, thì trước khi đến với cái buổi review ngày hôm nay thì đâu đó thì em Quyền sẽ có những cái mà chia sẻ về cái góc nhìn về những cái mã cổ phiếu mà biến động trong phiên ngày hôm nay, đâu đó được top 10 các mã cổ phiếu biến động mạnh trong phiên ngày hôm nay như cổ phiếu SHB, VBank và VND và SI và SHS. STB và VCI và HPG của cổ phiếu RIC và đất xanh, thì em Quyền sẽ đi phân tích từng mã cổ phiếu để anh chị xem có những cái kịch bản rõ ràng để trong cái phiên ngày mai chúng ta liệu có thể tham gia mua mới được hay không. Thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi sự nhận định của em Quyền đến với các mã cổ phiếu này anh chị nhé. Thì đâu đó đầu tiên là cái cổ phiếu SHB, đúng không ạ? Ok anh chị, thì đối với cổ phiếu SHB về một cái vị thế về mặt dài hạn thì nó vẫn đang là một cái xuống tăng và nó là một cái nhịp mà hồi phục của cái pha, đúng không ạ, của cái pha điều chỉnh vừa qua. Và tuy nhiên thì về mặt dài hạn thì nó đang gặp những cái áp lực tiết cung bán ra ở cái vùng là 10.65 anh chị nhá. Đây là về mặt dài hạn thì đang có một xuất hiện một cái vùng áp lực tiết cung, cũng như về mặt trung hạn thì cũng đang gặp một cái vùng cản là Tenkan và Kijun, nó đang gặp cái vùng giá này. Thì đâu đó thì trung và dài trung hạn cũng như về mặt ngắn hạn, đặc biệt là kể cả vài dài hạn thì đâu đó đang có những cái cơ hội mà để, đúng ạ, để bứt phá qua được cái vùng cản. Thì liệu có bứt phá qua được cái vùng cản đối với cổ phiếu SB này trong cái giai đoạn tới hay không? Thì hiện tại thì em Quyền đang nhìn thấy có những cái động lực có thể sẽ vượt qua được cái vùng cản tiếp theo để vượt qua được cái vùng giá này. Thì đâu đó nếu mà đối với SB mà có những cái pha, đúng không ạ, hồi phục lại lên, đúng anh chị nhá, nếu và SB mà có một cái pha nó hồi phục lên như này thì tạm thời thì có khả năng là anh chị cũng tạm thời chưa vội vàng vào hàng nhé. Thì lúc đó chúng ta sẽ chờ nó những cái pha nó test lại, đúng không ạ, test lại thì anh chị hẳn tham gia đối với cổ phiếu SB này. Mặc dù hôm nay biến động rất là mạnh nhưng về trung ngắn và dài hạn nó đang gặp là những cái vùng áp lực tiết cung bán ra. Và đặc biệt là cái phiên ngày hôm nay, khi mà cái sự hưng phấn của mã cổ phiếu này nó không có, khi mà có một cái đợt bật tăng như này dòng tiền vào nhưng mà cái sự hưng phấn nó không có. Thế nên là anh chị bình tĩnh đầu tư với cái cổ phiếu SHB ở giai đoạn này anh chị nhá. Có thể phải có một pha một hai phiên tăng, sau đó thì chờ test lại thì anh chị hãy tham gia với cổ phiếu SHB, đúng không ạ? Tiếp theo đối với cổ phiếu là VBank, VBank chị nhá. Ok anh chị, thì VBank thì đâu đó đang có những cái sự là mất cân bằng về mặt ngắn hạn, đúng không ạ? Và trung hạn thì cũng đang ở một cái vùng cản chưa kết liên tuần, thì nhưng mà trung hạn thì nó đang gặp một cái vùng cản anh chị này. Đang gặp một cái vùng cản là nằm trong cái vùng vây cộng với cái vùng giao găm 60 năm. Thì liệu câu hỏi ở đây trung tuần đối với cổ phiếu VBank liệu có đóng cửa ở trên cái vùng giá này hay không, thì mình phải chờ nhận xác nhận cái kết liên tuần và có một cái phiên xác nhận của một tuần nữa, đúng không ạ? Thế còn về mặt cái vị thế về mặt của ngắn hạn thì nó lại không ủng hộ cho cái pha là tiếp tục mà có thể bật tăng được trong cái về mặt ngắn hạn này. Thế nên là đối với VBank thì cá nhân em Quyền thì cũng đâu đó thì có thể là chia sẻ với quý vị rằng là lên không tham gia FOMO mua đối với cổ phiếu VBank trong cái những cái phiên tiếp theo, mà lên chờ đợi những cái pha điều chỉnh về lại vùng bên dưới, mua lại những vùng giá đỏ anh chị có thể tham gia đối với cổ phiếu VBank này được. Anh chị không nên tham gia vội vàng đối với cổ phiếu VBank trong cái phiên ngày mai anh chị nhé. Tiếp theo là cổ phiếu VND. VND ngày hôm nay thì lại là cái cơ hội mà mình lại có thể là sẽ là mua được để ăn một cái nhịp tiếp theo. Đối với VND thì nó lại đủ điều kiện để anh chị tham gia, đúng không ạ? VND ngày hôm nay thì trước đó, đúng không ạ, trước đó thì có một cái pha mà có thể nói là một cái pha vượt qua được cái cản chéo này, sau đó thì nó gọi là một cái pha test lại đối với VND. Và VND thì phiên ngày hôm nay đã cho một cái biên độ mà đóng cửa trên cái vùng giao găm thì cũng tương đối là thuyết phục, và đặc biệt là nó đóng cửa được loanh quanh ở trên cái mốc đỉnh cũ của cái pha bật tăng trước đó, đúng không ạ? Đó là cũng là một cái dấu hiệu tích cực đối với VND. Thì VND thì trong phiên ngày mai thì có thể anh chị vẫn có thể chơi được đối với VND trong phiên ngày mai, đặc biệt là loanh quanh lại ở những cái vùng giá
15 gì đó, 15 thì anh chị có thể canh mua được cái vùng giá thấp thì càng tốt. Đối với VND thì mình có thể sẽ nắm giữ được một cái vị thế, cho một cái vị thế trung hạn đối cổ phiếu VND là VND có thể mua được anh chị nhé, đúng ạ. Tiếp theo là đến với cổ phiếu SI, dòng chứng khoán đúng không ạ? Cổ phiếu SI thì trước đó nó có một cái vùng hỗ trợ là vùng 11.19.4, xin anh chị, 19.4 đúng không ạ? Thì đối với cổ phiếu SI này thì thật sự thì cá nhân em Quyền nhìn nhận thì nó không tích cực bằng cái cổ phiếu VND. Thế nên là đối với SI thì anh chị cũng nên bình tĩnh để chúng ta tham gia để giao dịch đoạn này đối với SI thì nhá. SI thì nó đang gặp một cái vùng áp lực tích cung bán ra cũng khá là mạnh ở cái khung tháng này, đúng ạ. Thế nên và đâu đó khung tháng thì nó không có những cái động lực để hút giá về cũng như là hồi phục về cái nhịp này, và trung hạn thì cũng đang gặp lại những cái vùng mây. Thế nên là rất là khó để mà có những cái cơ hội để bứt bứt tốc mạnh trong cái nhịp này đối với SI. Thế nên SI thì anh chị có thể chú ý quan sát đâu đó khoảng tầm một tuần nữa đúng không ạ, có thể giữa tuần sau thì anh chị có thể chú ý cho em ở loanh quanh ở cái vùng giá 19.8 hoặc là đúng không ạ, loanh quanh 19.8, hoặc có thể sẽ điều chỉnh hỗ tụ về cái vùng giá 20. Tiếp tục con này nó cần phải cái quá trình tích lũy nữa để chị tham gia đối với SI, nên anh chị ngày mai thì vẫn có thể là không tham gia với SI chị nhé. Tiếp theo đối với cổ phiếu chứng khoán Hà Nội SHS đúng không ạ? SS thì cái cơ hội thì nó không có, cơ hội không có rõ ràng như các cổ phiếu trước. Cổ phiếu trước thì nó đang mấp mé và vượt qua được cái vùng giao găm. Thì đối với SHS thì nó đang gặp một cái vùng mây cộng với những cái giao găm bên trên này, thì để mà cái biên lợi nhuận thì hầu như là không có, và cái nguy hiểm đúng không ạ? Cái nguy hiểm thì nó cũng tỷ lệ nó cao hơn một chút so với cái mà biên lợi nhuận. Nhưng mà ở đây thì nó đang nằm giữa hai cái sự dao động là trên có kháng cự, dưới và có hỗ trợ. Thế nên là giảm thì nó không giảm mạnh, và tăng thì khả năng nó không có cơ hội để tăng. Thế nên đối với SI thì anh chị nên chú ý quan sát thêm để chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định sau anh chị nhé. Đối với SS này, cho nên chị là SI, SS chị nhé. SS thì tạm thời là anh chị theo dõi thêm, chưa đủ điều kiện để tham gia đối với cổ phiếu SS này. Tiếp theo là cổ phiếu STB. À đúng ạ, STB. STB thì trước đó thì đối với STB thì nó suýt mất cái vùng hỗ trợ này. Thì nếu mà mất cái vùng hỗ trợ này rồi thì khả năng nó sẽ hướng về vùng giá này, hướng về vùng giá này. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm này thì khả năng thì nó vẫn chưa về đúng không ạ, khả năng thì nó vẫn chưa về, và đâu đó thì nó đang có một cái vùng khách sạn trong những phiên tới. Thì khả năng nó đối với STB thì khả năng nó sẽ hút giá về được vùng giá này. Thì nếu mà SHB, thật ra thì SHB thì nếu mà nó để mà anh chị mà tham gia thì anh chị có thể chú ý cho em khoảng tầm 2 4 6 7 7 phiên nữa anh chị có thể chú ý cho em ở loanh quanh cái vùng giá 20 năm thì mình có thể tham gia mua đối với cổ phiếu STB này được, cho một cái nhịp mà có khả năng là sẽ là nhịp bật tăng mạnh đối với STB. Thế còn phiên ngày mai thì nó đang gặp cản mất rồi, thì khả năng là cái tỷ lệ nó ở vùng 20.6 thì khả năng không mua được đối với STB, mặc dù ngày hôm nay biến động rất là mạnh đúng không anh chị. Ok chị, tiếp theo là cổ phiếu VCI đúng không ạ? VCI đúng không ạ? VCI thì đâu đó đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà tăng cũng rất là tốt các chị nhá. Dòng tiền thì cũng vào đúng không ạ? Dòng tiền thì cũng vào chị này. Dòng tiền thì cũng vào đúng không ạ? Thì có khả năng nó sẽ có những cái pha mà tiếp tục có thể là sẽ cái đà tăng phiên ngày mai. Tuy nhiên thì cái pha ngày hôm nay thì pha bật tăng rất là mạnh, như về cái sự hưng phấn của cái phiên ngày hôm nay đối với cổ phiếu VCI hầu dường như nó là không có cái sự hưng phấn đúng không ạ, sự hưng phấn này hưng phấn của đám đông chị nhé, không có cái sự hưng phấn. Thế nên là VSI thì nó cũng đã cho một cái biên độ bật tăng mất rồi, và nó vượt qua vùng đỉnh mất rồi. Thế nên đúng không ạ, vượt qua vùng đỉnh mất rồi, và cái sự tăng này thì nó tương đối là yếu, vì vậy anh chị cũng không nên tham gia với mua được cái phiên ngày mai đúng không ạ, phiên ngày mai. Và về mặt dài hạn thì nó mặc dù nó đang làm cái nhịp hồi phục lên lại những cái vùng trên này, hồi phục lại những cái vùng cân bằng của nó là cái vùng giá 32.4, vị trí chúng ta còn một line nữa là lên chạm cái vùng kháng cự của về mặt dài hạn. Mà chạm vùng cái kháng cự của về mặt dài hạn thì cái áp lực tiết cung nó bán ra quá lớn đúng không ạ, trong khi đó thì dòng tiền với thị trường, với dòng tiền với các mã cổ phiếu nó hầu như là không có. Thế nên là đối với VCI cũng không đầu tư được trong cái phiên tiếp theo. Lên chờ đợi lại những cái nhịp chỉnh thì anh chị có thể tham gia lại anh chị nhé, đối với VCI đúng không ạ.
Tiếp theo đối với cổ phiếu HBG, đúng không ạ? HBG thì HBG thì nó vẫn cứ loanh quanh ở cái vùng gần cái vùng giá 19.8 này, 19.8 này. Thì HBG mà nếu nếu được có cái giá vùng 19.8 thì đâu đó thì anh chị cũng có thể giải ngân được đối với cổ phiếu này. Còn hiện tại thì để mà bật tăng mạnh thì nó chưa có để các phiên tiếp theo mình có thể đầu tư được đối với VCI. VCI nó cần phải vượt qua được cái khu vực này, khu vực cái cản chéo này, lúc vào nó làm trên vùng mây thì lúc đó mình mới tiếp tục tham gia. Và VCI và đối với HBG thì nó đã có một cái pha hồi phục rất là tốt rồi, đâu đó trung bình thì nó phải tầm xấp xỉ được 80%. Mà 80% lợi nhuận như vậy thì cái tỷ lệ mà áp lực tiết cung chốt lời bán ra là có đối với HBG. Thì HBG một là cần phải vượt có một cái động lực bật tăng lên vùng 21.2 thì lúc đó mình có thể sẽ suy xét tìm kiếm điểm vào hợp lý, hoặc là có thể điều chỉnh ở lại những vùng giá 19.9 thì anh chị có thể giải ngân một chút xíu đối với cổ phiếu HBG và đóng cửa mất cái vùng dưới giao găm này thì anh chị cắt lỗ, anh chị nhá, cắt lỗ. Thế nên là cái phiên ngày mai cũng chưa thể vào được đối với HBG, đúng không ạ? Tiếp theo với cổ phiếu ZIC, đúng không ạ? ZIC và đất xanh. Tiếp theo đối với cổ phiếu ZIC. Ok anh chị, thì ZIC thì nó vẫn đang là những cái quá trình tích lũy trong nhịp này, thì khả năng cái cơ hội mà ZIC, đúng không ạ, về mặt dài hạn thì nó đang có một cái khách sạn rất là lớn, nó diễn ra trong vòng khoảng 2 tháng nữa. Nên 2 tháng nữa thì nó vẫn có những cơ hội mà hồi phục rất là cao để nó đúng không ạ, để nó bật tăng được. Còn về mặt trung hạn thì nó cũng đang là tích lũy, nhưng cái sự tích lũy của nó bên nằm dưới cái vùng Tenkan và Kijun, nên anh chị cũng hết sức lưu ý thôi. Và về mặt ngắn hạn thì nó cũng đang quá trình tích lũy trong cái nhịp này, đúng không ạ? Và hôm nay thì là một phiên là đang có dấu hiệu hưng phấn trở lại đối với cổ phiếu ZIC này. Thì ZIC này thì nếu phiên tiếp theo mà điều chỉnh về lại vùng giá 11.8 là anh chị chú ý có thể giải ngân 2, đúng không ạ? 2 thì có thể sẽ một cái pha bật tăng nếu mà dòng tiền mạnh thì anh chị có thể đầu tư, nhưng mà nó lại không kịp T cộng được, chưa chắc đã tìm T cộng 1212 thì lại không kịp T anh chị ạ, không kịp T, chưa chắc đã kịp T. Thế nên là về cá nhân em quyền thì với cổ phiếu ZIC thì tỷ lệ là 50-50. Nếu anh chị mà đầu tư thì một là chúng ta chờ về cái vùng giá 12 anh chị tham gia, hai nếu ngày mai mà dòng tiền xuất hiện bật tăng mạnh thì anh chị có thể giải ngân cho em khoảng tầm 20% với cái NAV của mình đối với cổ phiếu ZIC này, và target sẽ đặt lên cái vùng giá 15 đối chị nhá. Và trong khi hàng về là vị trí phải rơi vào 3 ngày, đúng không ạ? 3 ngày hàng về thì có dấu hiệu mà điều chỉnh trở lại những cái vùng Kijun, xuất hiện những vùng vết sạn thì anh chị canh thoát hàng, đánh một cái nhịp T cộng đối với cổ phiếu ZIC. Tiếp theo đối với cổ phiếu đất xanh thì dường như là cái phiên ngày hôm nay là phiên tăng, nhưng về cái sự là dòng tiền nó cũng không thật sự là vào nhiều chỗ lắm chị nhá. Nó đâu đó nó vẫn chỉ là cái nhịp mà bật tăng và nằm trên được cái vùng Tenkan và Kijun thì nó vẫn có những cái động lực bật tăng thôi, chứ còn về cơ bản là điểm mua thì ra thì nó không phù hợp điểm mua khi mà bên trên nó gặp rất là nhiều vùng cản như này. Thế nên là đối với đất xanh thì vẫn phải quá trình tích lũy thêm, có thể là sẽ phải chờ một cái nhịp mà bật tăng mạnh nằm trên được những vùng giá 12.7 thì lúc đó mình mới tham gia. Hai là có thể sẽ điều chỉnh lại những vùng Kijun, mua lại những vùng giá rẻ hoặc là test lại đáy thì mình có thể tham gia đối với cổ phiếu đất xanh này. Có thể sẽ chú ý cái vùng giá 10.9 thì anh chị có thể tham gia. Và qua này thì về mặt dài hạn thì nó chiết khấu rất là sâu rồi, thì cái cơ hội mà hồi phục về lại cái vùng cân bằng là vùng 50 là có thể anh chị nhá. Ok, xin cảm ơn quý chị đã mất chút thời gian theo dõi cái sự chia sẻ cũng như là nhận định về các mã cổ phiếu mà top 10 ngày hôm nay đã cho một cái đà bật tăng, top 10 cổ phiếu tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay. Thì đấy là cái góc nhìn mà chia sẻ đến quý chị để anh chị có cái góc nhìn để phiên ngày mai anh chị tham gia được anh chị nhé, hoặc là không tham gia đúng anh chị, tránh những cái cú FOMO mua đuổi hoặc là mình mua nó không đúng thời điểm thì rất dễ rủi ro về giá. Ok anh chị, cảm ơn quý chị rất là nhiều. Thì anh chị trong quá trình mà trading chưa có những cái sự mà lợi nhuận cũng như là chưa có những cái sự mà hỗ trợ và tư vấn tốt thì anh chị có thể là có nhu cầu để tham gia vào những cái vùng tín hiệu VIP của bên em, thì hoặc là tham gia những cái khuyến nghị chia sẻ của em quyền thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp em, hoặc anh chị để tham gia vào team thì anh chị có thể mở bọn em với một tài khoản mới nếu anh chị mà chưa giao dịch bên công ty chứng khoán VPS.
À, VBank thì anh chị ủng hộ em bằng một cái tài khoản mới. Anh chị có tài khoản BBS rồi thì anh chị có thể chuyển về ID của em Quyền là Y665. Em để bên dưới dưới màn hình thì em Quyền sẽ đưa hướng dẫn anh chị vào trong Zoom tín hiệu VIP của team, và cá nhân em Quyền sẽ hỗ trợ một cho anh chị xuyên suốt trong quá trình đầu tư, và hứa với anh chị rằng sẽ đem lại lợi nhuận cho anh chị trong thời gian tới. Mặc dù là thị trường ảm đạm nhưng bọn em vẫn sẽ tìm kiếm được những cái mã đâu đó sẽ để em lại lợi nhuận cho anh chị trong thời gian tới. Còn thị trường nó bùng nổ thì hầu như là mua đâu thằng đó thôi, nhưng còn thị trường nó đang ảm đạm như này thì nó phải là cái rất là cần đến cái sự kỹ thuật anh chị nhé. Ok, cảm ơn quý chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn quý chị trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào và hẹn quý chị.